Nụ cười của anh dễ thương không chị? Anh nói giờ đâu có cười đâu, anh run muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là anh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng, nhưng mà sạch sẽ. Dạ, anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở Bình Thạnh á. Rồi chắc cũng đóng tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Mời bạn nữ. À, mời em. Mời bạn nam. Mời đi em. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Viền Linh. Chào em. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Viền Linh, anh Viền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì đúng vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Bình Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin á, cơ khí chế tạo á. À, cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Sao run quá vậy? Em cũng run. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương. Anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa, cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó. Dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình bây cho giờ nó. Ta đang vô ga bên đây đó, thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ, ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung. Còn khuyết điểm á là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắt dớ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu á. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai sao sợ rắn rồi? Tự nhiên sợ vậy anh? Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo á, Quý Hợi á. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ đi, đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tinh ạ. Lúc mà đại học á, thì em quen được 2 năm. Sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm cũng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Thì em hỏi anh bên kia coi anh muốn tiến tới hôn nhân chưa, chứ anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. Dạ, không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? À? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ, 2 mối tình anh. Mối tình gần dây nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do là lúc đó là hai người tính cách không hợp, em bận rộn công việc quá chứ là đó. Ít dành thời gian cho người yêu nên đó. Hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen 2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ, công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người. Sẵn sàng nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, cái nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hô. Về tính tin là em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ, anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ giờ không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cờ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cậu nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cậu nói, nãy giờ cậu nói em nói ít quá. Em hát dở lắm anh. Kệ nó, hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cổ yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được.
Em hát à? Rồi. Sợ lắm kêu ai tìm dài khờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi, tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim không nhạt phai, mặt tựa giang anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Bây giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Vậy bấm nè, hiền không á? Sao anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh? Rồi có hai người rồi anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm, đẹp lắm à. Em nói nhiều lắm chị. Nói nhiều lắm à? Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, anh chủ động. Có hả? Thì nãy giờ chưa thấy chủ động, vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tường kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa vừa, vừa đủ xài. Ờ, cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng, nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi, hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ, dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ, mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ gì thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha. Dạ. Chứ nãy anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa. Nói chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà với cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, Cát Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc, hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu, đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Ừ, đấy. Dạ, con chào bác. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi, cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái, em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ, em chào Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội đến với nhau. Dạ, cảm ơn. Rồi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi, quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi ta. Dạ em xin chào anh. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. Đúng anh. Anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba á, và anh thứ ba. Còn hai đứa em nữa. Dạ cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á, anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí chạy tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh về anh làm cho cái xưởng của bạn anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ anh mới về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó có từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó là nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm đến người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em ở cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui cho em quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khô khan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy ạ? Sinh nhật thì anh có thể là anh làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em, hay là tặng món quà hà hoa này đó. Phụ nữ thì rất thích tặng hoa. Nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à. Anh có gì anh hỏi với em không? Cảm nhận cô gái là như thế nào, nói luôn đi. Cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ, không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đây. Thôi cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em.
Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên. Chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay, trái tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng á, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lại một cái tính cách là tôn thờ một tình yêu dạng dạng sực đánh. Anh hy vọng em thấy anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn. Vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động, bây giờ anh đứng lên. Nãy giờ người ta hỏi không à, anh đứng lên anh tiến tới lãng mạn. Thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào, rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không. Chứ anh tôi nghĩ vậy chắc anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình đi lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó lãng mạn một câu. Anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa động thổ được. Bình tĩnh đi anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi, nói. Đợi cho nóng tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay, nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó. Đi. Anh chưa bao giờ hợp như ngày hôm nay. Em mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Rồi, được rồi anh. Rồi. Được rồi anh lên, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời này gian. Chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tao nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm, có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi lo, tôi cứ lo, tôi phải nói giúp cho bạn đó. Có thấy tôi nói giúp không? Sợ cổ không bấm. Ôi, đáng đẹp trai. Cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha. Lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Cô ấy cần một sự mạnh mẽ bằng ông, giống như là ba cô gái nói cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ anh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Đấy, hai người hợp đấy. Hợp. Đẹp trai đẹp gái. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân, thì bạn sẽ nhận được TV 50 inch. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà nhân tiện đây thì Tường cũng muốn bạn trai hứa một câu gì đó với bác Ngụ. Hứa với bác là con. Hồi nãy là chưa bấm nút, bây giờ bấm rồi. Mạnh hứa mẽ đi. Gì đó. Ai người cha ta rất thương con gái, mà người ta đang cũng rất là lo lắng. Con hứa là con sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó. Quan tâm chăm sóc với em nhiều nhiều hơn. Giờ nói xong thở ra. Nhớ bạn ấy tên gì không? Thanh Thảo à. À hay quá, tưởng thôi. Cảm ơn anh rung á, bên đây hồi hộp á. Rồi. Chưa hôn nhau không được xuống. Xin bác trai đi. Hả? Xin bác cái gì nói. Bác trai cho con hôn. Lớn lên bác chưa nghe kìa. Dạ con thưa xin bác trai con hôn em. Mẹ lớn. Bác kêu mạnh mẽ lên kìa. Dạ thưa con ba. Dạ thưa bác trai, cho con hôn em Thảo. Rồi đó, bác nói rồi kìa.
Dạ em cũng có lời cảm ơn đến anh Linh, chị Tường cùng quý vị khán giả và ban tổ chức đã tạo cho em đến một cái sân chơi tìm người tương lai của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nhớ đám cưới mời anh nha. Anh đi ngang Quy Nhơn đi về Bình Định luôn. Nhà anh ở đó mà. Rồi, hai bạn đi thoải mái đi tâm sự đi. Cặp này cũng xứng đôi. Nhưng mà nhảy thì liên quan đến rất nhiều người đàn ông. Không, thì đi học em phải đi chung với ai cho đi nhảy người khác. Đi chung nhưng mà nhảy với người khác thì sao? Không cho. Không cho hả? Dạ. Men không? Men 99% chị. Vậy 1% còn lại để làm gì? Để khi mà vợ nó giận thì sao? Thì phải trùng xuống. À, khi vợ giận trùng xuống. Ủa nhưng mà sao tự nhiên sao mới vừa gặp nhau chưa có đồng ý chưa hẹn xem phim rồi rủ gặp một cái người không hợp thì sao? Dạ thì họ có thể lấy hai vé đó đi coi người khác. Dạ em tên Ngọc Ẩn ạ. Ẩn? Dạ. Ẩn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 25. Đang làm công việc gì? À, em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Xin chào bạn ở Ẩn. Ở Ẩn. À quên, Ngọc Ẩn. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Dạ chào anh. Mời bạn ngồi. Dạ cảm ơn anh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Hoàng Kim Sơn. Hoàng Kim Sơn. Dạ. Tên ấn tượng ha. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi rồi. Làm nghề gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh của phân phối nội thất ạ. Phân phối nội thất. Dạ. Có ai nói bạn đẹp trai chưa? Dạ nhiều anh. Hy vọng là ngày hôm nay cô gái bên kia nói mới là điều quan trọng ha. Dạ. 25 tuổi luôn hả anh? Đúng rồi, 25 tuổi luôn. Ẩn nè. Dạ. Chắc là ở Ẩn quá, năm năm không có bạn trai đúng không? Chứ em quá xinh quá dễ thương như vậy. Dạ. Sao không có bạn trai được? Dạ em nghĩ là duyên chưa tới đó chị. Duyên chưa tới. Dạ. Đâu lúc mình cũng phải sắp xếp cái nhân duyên của mình chứ. Thế thì trước giờ có bạn trai chưa? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Dạ. Rồi. Bạn mơ ước một đám cưới như thế nào hả bạn Ẩn? Em thích mặc một cái váy trắng trong một không gian ấm cúng và rất là nhiều hoa hồng trắng. Và cô dâu chú rể có thể là khiêu vũ với nhau. Trời ơi hấp dẫn quá, thật là lãng mạn chứ. Bạn trai, bạn mơ ước cái đám cưới của bạn như thế nào? Tiên thì cũng có áo dài khăn đóng cho nó truyền thống chứ. Dạ, xong rồi có thể là một cái sảnh cưới theo phương Tây. Thì cũng như bạn kia nói thì hoa hồng trắng rồi cò hạt gì trên đầu sao vậy đó. Nói lung linh vậy. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, ba mối tình rồi. Lý do tại sao bạn mình lại chia tay? Dạ, thì người đầu tiên thì là hồi còn đi học học sinh thì mối tình đó hồi học sinh nó cũng không tới được. Mối tình nó thoáng qua đúng không? Dạ. Cũng không có thoáng qua, cũng lâu á. Mối tình thứ hai thì em quen online. Online thì nó cũng như vậy thôi, nó không có thể nào nó kết chặt được. Mối tình thứ ba thì người đó họ đi du học. Nên thì xa nhau thì người ta cũng buồn, người ta cũng không muốn tiếp tục. Hai mối tình của bạn thì trải trong thời gian bao lâu? Hai mối tình của em thì nó khá là ngắn, là 6 tháng. Hai cái đều 6 tháng hết? Cả hai đều 6 tháng. Ồ, sao lại nhanh vậy? Dạ, cái này giống như khi yêu thì mình không biết được lý do, thì khi chia tay mình cũng không hiểu được lý do. Có thể nhẹ nhàng đến là nhẹ nhàng đi. Vậy bây giờ mình mong muốn cái người bạn trai thứ ba của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải là người sống có trách nhiệm. Tức là nói được là phải làm được. Và nhiều đôi khi là mình làm được nhưng mà mình không cần phải nói nhiều. Ít nói thôi, nói ít mà làm thì nhiều. Không thích cái điều gì? Không thích đó là người đó không chung thủy. Rồi bạn nam, yêu cầu bạn nữ bên kia bạn thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường ha. Bình thường đúng dạ. Không? Theo bạn thì bạn thích người phụ nữ như thế nào? Em thích một người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Có thể làm được việc nhà, chăm sóc con cái. Cũng đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản thôi. Bên kia thích người đảm đang đó, em có biết làm việc nhà không? Em rất thích nấu ăn. Nấu ngon không? Dạ, em nấu thì rất là đẹp nhưng mà ăn không được. Thì là sao? Dạ, nấu rất là đẹp là tại sao? Tại vì em hay chế biến á chị. Tức là một món thì em hay chế biến cho nó thật là lạ và thật độc đáo. Em kết hợp nhiều vật liệu rất là ngon nhưng mà nó lại ra một thứ rất là dở. Dạ. Tức là thích sáng tạo chưa tới đúng không? Dạ. Trời đất ơi, em không hiểu thật sự. Rồi những lúc rảnh rỗi thì mình thời gian mình làm gì hiện tại bây giờ? Hiện tại thì em đang đi học cho nên chưa có nhiều thời gian. Nhưng mà nếu có thời gian thì em thích đi học nhảy. Học nhảy? Dạ. Để hôm đám cưới là hai vợ chồng dạ, nhảy với nhau đúng không? Bạn trai bên kia có thích học nhảy không hay là có biết nhảy chưa? Dạ xưa em cũng có học nhảy mà em học ít lắm, em không học nhiều.
Nhưng mà giờ người phụ nữ của đời bạn thích học nhảy thì bạn có cho không? Dạ thì gió theo chiều nào mình theo thôi chứ sao vậy anh? Nhưng mà nhảy thì liên quan đến rất nhiều người đàn ông. Không, thì đi học em phải đi chung với ai cho đi nhảy người khác. Đi chung nhưng mà nhảy với người khác thì sao? Không cho. Không cho hả? Dạ. Bây giờ rủi hai người vợ chồng đang đi khiêu vũ nè, rồi cái một cái bạn nam ở đâu đó tới mời bạn gái bạn nhảy nhảy thì lúc đó bạn xử trí như thế nào? Thì nếu mà họ chỉ muốn nhảy bình thường thì không sao hết, miễn người kia đừng có ý định gì đó xa hơn. Sao biết được, trước mặt bạn người ta chỉ mời nhảy thôi, nhưng mà lúc ta đang nhảy người ta có ý định. Lúc đó mình sẽ vô giải quyết. Bạn ơi, giải quyết sao? Theo bạn, hai người ta đang nhảy lễ vô kéo ra. Thì ấy, anh phải vô chứng tỏ cái này là thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh không được. Vô nói luôn vậy đó hả? Dạ. Gan vậy đó hả? Thì bình thường á. Vậy là bạn ghen lắm nè. Nhìn mặt là trai mà ghen lắm rồi nha. Có ghen không? Bên đó có ghen đúng không? Bên này xinh gái lắm nha. Chị nghĩ là em có rất nhiều người đeo đuổi, em có đào hoa không? Dạ không, em rất là chung thủy. Chung thủy là một chuyện, nhưng mà em chung thủy là bản thân em, nhưng mà người ta ve vãn em á. Có nhiều đối tượng ve vãn em không? Không nói được chị. Sao cái gì cũng không nói, phải nói cho bên kia người ta biết chứ. Chắc chắn là có rồi đúng không? Dạ, nhưng mà ý là em như thể hiện rõ cái thái độ của mình, nó là rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thật không đó? Dạ. Thường ít phụ nữ nào mà như vậy lắm, tại vì người phụ nữ mà có càng nhiều người thích mình càng khoái chứ không bao giờ mà mình không. Em không khoái, em thích một người thích và người đó phải phù hợp đúng không? Dạ. Đó, người đó thích em lắm đó. Dạ, em không thích gì ở người đàn ông? Tính đàn bà quá. Tính đàn bà là sao? Là hay tính toán rồi không được mạnh mẽ, bản lĩnh. Em thích tính gì nhất của người đàn ông? Sống có trách nhiệm. Có trách nhiệm? Dạ. Rồi chờ xíu anh hỏi coi có không nha. Em có là người sống có trách nhiệm không? Sống trách nhiệm là sao anh? Ai biết, hỏi gì đó. Thì tùy em suy nghĩ em trả lời thôi. Không, chị nghĩ bên đây mạnh mẽ lắm. Tại vì á, lúc mà thấy người ta mà cua em là tới để mà thể hiện là đây là thuộc quyền sở hữu của tôi. Đó, thấy vậy là mạnh mẽ rồi, man lắm đó. Thì những gì em làm em phải có trách nhiệm chứ, không thể nào làm nửa chừng em bỏ được. Ví dụ giờ lỡ có con với người ta có trách nhiệm không hay bỏ luôn? Phải cưới với anh. Thôi mà cái đó không có được nha. Phải cưới rồi mới có con, anh Linh đừng có vẽ đường cho hú chạy bậy tầm bạ. Phát biểu lung tung. Chào em. Dạ chào chị. Đẹp trai nhỉ. Trời cười xinh quá. Quay cái mặt nguyên qua đây coi coi gì có nửa bên vậy. Dù khi bên kia bị lát hay là gì không? Quay cái mặt coi tôi nhìn coi tôi về tôi nói nè. Mày giống Cao Minh Đạt nè. Này Cao Minh Đại. Trai dễ thương phải chịu trách nhiệm nha. Trung thủy. Man lên. Bên này không có thích người yếu đuối đâu nha. Không thích người ẻo lả. Dạ. Man không? Man 99% chị. Vậy 1% còn lại để làm gì? Để khi mà vợ nó giận thì sao? Thì phải trùng xuống. Khi vợ giận trùng xuống. Dễ thương lắm em, dễ thương lắm. Được. Thấy được rồi đó. Được. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị cho hai người gặp nhau đi. Cặp đôi này thấy có nhiều tình tiết hợp lý với nhau lắm. Chúng ta sẽ kéo màn lên. Xin mời hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút bắt đầu. Dạ, dạ. Rồi, anh tặng em món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Anh tặng gì vậy? Dạ, 2 vé xem phim chị. Vé xem phim. Tối nay 7 giờ luôn chị. Trời ơi. Dạ anh Sơn có thích đi du lịch không? Có, anh hay đi du lịch lắm. Anh thích du lịch kiểu là mình đi dạng bụi hay là dạng ngoài nghỉ dưỡng? Kiểu nào anh đi cũng được, nhưng mà thường anh thích nghỉ dưỡng hơn. Em thích kiểu bụi hơn. Tại vì anh nghĩ là lâu lâu mình có cơ hội thì mình xả stress hay gì đó. Đừng có để là thích thư giãn hơn đúng không? Đây là phim gì vậy anh? Equalizer. Là thể loại nào? Hành động. Hành động. Anh thích phim hành động hả? Không, tại anh trước khi đi anh lựa coi phim nào điểm cao anh mới mua. Ủa nhưng mà sao tự nhiên sao mới vừa gặp nhau chưa có đồng ý cho hẹn xem phim rồi rủ gặp một cái người không hợp thì sao? Dạ thì họ có thể lấy 2 vé đó đi coi người khác. Em nghĩ là tối nay em sẽ đi coi phim một mình hay là đi coi phim với bạn ấy? Chị chút nữa biết chị. Chút nữa. Còn nước kẹt quá em rủ chị Cát Tường đi kìa. Dạ cũng được. Anh cũng dạ. Được. Anh có thích nhảy không? Nhảy anh thì ít khi nhảy nhưng mà nếu ai rủ thì anh cũng nhảy thôi. Còn kêu anh thích thì anh chưa chắc gì anh thích. Rồi hết thời gian.
Chúng ta sẽ cảm nhận, nhắm mắt lại và có đồng ý hẹn hò hay không? Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sẵn sàng. Đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò? 1, 2 và 3. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn gái nhấn chậm vậy? Dạ em ấn mạnh, ý là em ấn hoài nó không có vô. Bạn có lo mà nó không vô luôn không? Dạ cũng có. Nếu mà lỡ mình ấn nó không vô, nó không cháy đèn đỏ lên là cũng tiếc lắm đúng không? Cho nhấn lại đó. Hả? Không nhấn lại. Bạn nắm tay bạn gái đi. Có cảm nhận thế nào về buổi gặp gỡ đầu tiên này? Trời, không ít nói mà không vơ lẹ chứ trời. Thôi hành động nhiều chị. Nói chung là chúc mừng buổi đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã có nhiều cái suy nghĩ chung. Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Và một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gõ nội thất tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với phần em gia công hết luôn, với công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời thấy thương, giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em ở bên vợ hết mười mấy năm đó. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi, hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Trời thấy thương vậy. Trời em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên... 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Trời thấy thương. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình à. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước, nồi, gì, cơm nước em làm được hết. Em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được không anh ơi? Cũng được luôn ha. Mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi thấy thương không? Thôi không được. Mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có hai đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình, anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi ảnh về hưu thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái. Nói chung là
đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh. Gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại thì bắt đầu em rước hai bé lại. Và khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn, nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà ảnh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhỉ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Giờ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em cứ nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè. Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một đúng mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết trơn. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm phó trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cả ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng mặn, ba đứa con thiếu nợ, phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15-16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy, 4 triệu, cũng còn dương 10 triệu. Còn tiền cạo em đi 100-200 ngàn, để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng đi làm biển hết 10 mấy năm, rồi biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được. Có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Và làm được. Lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì em nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? Hiện nay em đang ở nhà em, ở quận Bình Tân á. Rồi, khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở gửi 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ cho em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ. Em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để anh ấy cố gắng nỗ lực thì anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên chị, em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Để cô Lan đi xuống với con nè. Thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ.
trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đây. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi, con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con, nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai anh trai? Em đi cùng mình anh ơi. À, tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em mà dễ mà nè, nếu người thương em một, thương em mười, ví dụ em thương bạn gái em cũng thương con bạn gái giống như con của em vậy, ở nhà vậy. Em mới lo từ đi từ tí. Chứ một tháng cho em về thăm con một lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm, ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ một tháng em xuống được ba lần ngày, hai ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương. Được 3 ngày, tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ, Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi, qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em. Tự dạ. Tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? À, tại em vừa làm chắc chưa, em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái, I love you. Hai trái tim lồng vào nhau nữa. Rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoài, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại lúc 7 tuổi, tới năm 11 tuổi thì tự lập rồi. Dạ. Và còn mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bệnh nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằn tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mằn dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ yeah. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằn kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Yeah. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ yeah. 3 năm nay anh cũng không có về dưới. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Yeah. Nói chung thương mấy thằng con ở gần cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằn tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện có thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, nói chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh trưng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều, chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày. Ví dụ ngày thứ 7 anh làm sáng chiều 7 anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ yeah. Còn ngày đó lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, ví dụ anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh trơn anh ơi. Em có không một ràng mình buộc gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần. Nếu em một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều em ít cho ít là vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có.
Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay em trai em anh ơi. Kệ nó, trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm này chứ, đâu có né được. Gái. Đó. Rồi nắm với hai bạn đang lâu ngày tay. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Thôi giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ, em cảm ơn. Ủa cái gì vậy, người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Hát quá à. Có hát tặng cô em gái mà gì đi. Em hát không được anh ơi, em mặn gì cũng giỏi chứ, nấu chè, nấu bánh gì em làm được, nấu cơm nước gì em làm được, mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt, em tối mày cạo, sáng em về em lo con đi học nha. Ừ, giờ bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Mình đến với nhau mình làm cho nhau vui hạnh phúc, còn nếu mà cảm thấy mà không vui không hạnh phúc không đủ cái tình cảm to lớn thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy, và em chỉ cần một người là thương con của em giống như con của người đó, tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều, tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ là đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em á, cũng thương con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng coi con của em thôi, em nói chung con là cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi, anh sẽ hứa lo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng đó đi con nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Gia đình là hạnh phúc, nhiều đó là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà. Chúc mừng hai em. Dạ. Một lần nữa thì chúc hai em tất cả mọi điều may mắn nhất. Đó, đưa mẹ chú đi đi con. Đi đây nè, đi nè. Nãy khi mà nghe hoàn cảnh của hai anh chị là đã không có kìm lòng được. Sao dạo này dễ khóc quá. Đồng cảm đó. Ha. Người đã mất đi hạnh phúc, họ sẽ đón nhận hạnh phúc nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo để xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. À là vợ anh đó. Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên
Rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ? Không. Về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi, tùy em à. Mời nhà trai. Rồi, xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm? Mình đâu có lựa chọn được đâu. Tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn rồi vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra. Nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga, tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Thật là tốt đó. Dạ vâng, 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria, rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ, 3 4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. À. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳ Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm. Với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ vâng, làm vậy ta với, đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người xung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục xung quanh bà sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. Con mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến ra. Thuốc mà có duyên á. Thuốc mà có duyên đó nha. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kỳ bằng được, em hút điếu thuốc lào, em nhớ lắm ấy. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lâng lâng, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lâng lâng, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái. Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán còn cứu được, còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bài mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ dạ. Xôn sông. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ơi trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi nè anh. Dạ, em ở đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn, không vào thì hỏi cô ấy, cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy? Nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông
bạn thân để chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 28, là nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh. Hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, vâng. Không có căng thẳng, không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai, mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau chứ. Không, đừng ông Mai là... không. Dạ em chào anh. Dạ. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả là do duyên thôi. Để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho nó nhẹ nhàng có, đi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Bây giờ hỏi thẳng anh Đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa thì lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao, biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu đó. Vậy là lỗi do anh để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy tính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ, dạ. Tao nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy tao biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ dạ. Hát dạ, được hết chứ. Bây giờ muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Sao nè? Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất. Quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau. Quen được một thời gian. Xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chỉ cũng là học chung cao học với ảnh. Thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay lui luôn. Dạ rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác. Mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ dạ. lúc mà mình còn trẻ. Dạ. Nói chung là cũng đau khổ lắm. Tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên hôm ấy thì em nghĩ lựa chọn cái gia đình. Tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ. Tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ. Một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy ạ. Biển Tình. Dạ mới tập có 2-3 ngày này. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn thiếu từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu
chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em hơn cả những vì sao trong đêm. Có. Bây giờ Nga hát cho con sao nè? Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được gì luôn, được tiếng hết. Gì cũng được. Dạ, à, tại dạ, à, em cho anh. Ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc đó anh, bạc hơn anh Quỳnh Linh. Bạc đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but... Oh, em... Ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái... Đúng rồi. Cái tiêu chí. Tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7. Được. Đó là... Được chị. Được. Ok, Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, ta mê, ta thăng hoa, ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tịnh? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tịnh. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi, không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không không mà không mập mập. Ốm ốm đó đúng không dạ, anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay... Rồi, tóc thì không quan trọng. Cứ dễ anh dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá, không biết có dễ dạ. Anh không nha. À, mình dễ anh Ngọc Lan. Hôm nay Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình? Dạ. Hôm nay Nga đi với anh? Một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Ôi, chào Nga. Dạ, chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. Xin đọc sách chút. Dạ, cảm ơn anh. Em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng kỷ niệm anh. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Em nói là ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ. Là cũng em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó, dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không anh? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok, ok. Anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào
phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. À, bây giờ con muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi đó, em chưa nghe. Y chang vậy, quan điểm hôn nhân. À rồi, quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được mà không đẻ cũng được, là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Quan trọng là hắn, hắn có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô. Không thuốc lào thì anh nói thật là anh mới biết hút đây à. Thế là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha, bỏ được không? Nhắm bỏ được không? Chưa ghiền đâu, mới hút. Và mới hứa thử đi, hứa là bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Thôi anh cái gì cũng ok chứ. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm Mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà giờ, là hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được như nào, hứa đi. Đời, em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, đứa con trai cũng được, không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát không triển hướng đúng hướng. Hướng cho nó ngay. Giờ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Em suy nghĩ đi anh. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, cẩn thận. Nhất là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ á. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết vỏ đúng không? Thì ra thử múa về được anh. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không anh? Tại vì chân mặc quần này không đá được. thử tới đâu không đá được. Tới đâu? Đó, hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ. Hít đất là nhà mà. Chứng minh không? Đàn gái thấy mình khỏe phát. Good luôn à. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ mà. Ủa, kỳ vậy. Rồi, được rồi, khỏe rồi. Được rồi. Thấy khỏe rồi. Được rồi, được rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Bé dữ không? Không? Dạ, rồi, dạ, ok, rồi. Ổn, 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 ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Okay. Nhà to, sợ ma, ở con mình. Ha? 4-5 năm nay, máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần? Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà, thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. À, okay. Nhưng mà máy, thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nó nổ rô đai tí.
Là gì? Thì đó, thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình, đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Ngọc Lan này, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh Tình, giờ em hỏi nè. Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng quá. Dắt về nhà nấu cơm, anh nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Oh good. Món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà luộc đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà tái biệt chanh hả? Ừ, bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con cũng có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này rồi bà mối. Đàn trai tôi chịu, đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây không bấm là tôi bấm. Đây không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội, thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy anh. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình. Dạ. Nha. Dạ. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Nào, hãy nắm tay Nga đi nha. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Còn thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng nghe cái mặt ụp vô trong cái lồng ngực đó thầy. Cái cảm giác được che chở lắm. Nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà thấy. Một chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Rồi ôm cái coi. Ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó. Xin phép được mời nhà gái ra trước ạ. Mời nhà trai. À. Mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay. Chào nhà gái. Em là tên Lưu Thanh Kiều, em sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Em làm nghề kinh doanh buôn bán, em bán quần áo may sẵn. Dạ. Em 46 tuổi. Rồi, mời nhà trai. À, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. À, ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi. Sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em điểm mạnh của em là biết nấu ăn, lo lắng chăm sóc cho gia đình. Điểm yếu của em là hay bị mù đường, em không biết. Em đi đường em bất cứ biết đường. Không sao, cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình, không lo. Dạ, với em không biết chạy xe. Cũng không sao luôn. Có người chở luôn. Dạ. Rồi, mình còn bên kia. Điểm mạnh em là biết vui vẻ, hòa đồng. Rồi ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta trái nữa là thợ chụp hình cưới. Điểm yếu thì hơi nóng tính và nói thẳng, nhiều dễ mít lòng. Trời ơi, thầy ơi, thầy. Thầy ơi, thầy dạy học trò cái thầy giận quá, thầy bát học trò luôn. Không có.
Lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy? Nóng tính là bỏ đi. Trời ơi, vậy cũng đâu có gì đâu, không sao. Người nóng thì sẽ có người vuốt. Bên đây đúng là rồi. Cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè. Đường tình duyên bên nhà gái sao nè? Em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà ấy hết. Tại vì á, là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ, lo cho gia đình. Yeah. Tới lớn lên thì cũng như là có người may mối, nhưng mà em do quan điểm không có đồng quan điểm đó chị. Yeah. Thành thử em không có tiến tới hôn nhân. Dạ. Em thấy chị hơi run. Dạ. Thôi chị đừng có run nữa, có em mà. Đừng có run nữa. Tại vì em cũng hơi nhát. Cũng nhát, dạ. Nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn. Tính ra thì không có mối tình nào. Tâm hồn trong trắng lắm. Vậy là còn lo chuyện gia đình là quên đi cái chuyện riêng của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thầy giáo sao nè, nói cho bà mối bà nghe coi. Về đường tình duyên thì đã ly dị 2 năm. Thầy có con không thầy? Có đứa bé 6 tuổi, đang ở với mẹ. Trai hay gái thầy? Dạ, trai. Vợ chồng ở nhau được có 1 năm. Rồi sinh con, rồi vợ về ở bên nhà vợ. Rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây. Hiện giờ gia đình bên đây thì đang ở với mẹ già. Bên cô kia thì kêu mua nhà ở riêng. Nó cứ dây dưa 4 năm. Mẹ thầy nay nhiêu rồi? Dạ, 76 rồi. Mà vậy thì thầy cũng khó, bên là mẹ, bên là vợ. Tôi qua tôi coi nhà gái thôi. Chào em gái, sinh năm 76 luôn. Dạ. Bây giờ, thí dụ giờ bên Đồng Tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi. Em thấy sao? Dạ, em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được, buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được. Vì Đồng Tháp buôn bán quần áo cũng được mà. Nhà thầy buôn bán được không thầy? Dạ được anh Nguyễn Minh, cũng gần ở thành phố Sa Đéc. Thành phố Sa Đéc rồi, ngon luôn. Sa Đéc là rất là đúng phát rồi. Triển. Phát triển luôn, Sa Đéc dạ. Rất là phát triển luôn á. Thí dụ hai người có duyên nhau? Dạ nếu mà có duyên với nhau thì tiến tới được thì có thể là về làm dâu được. Có thể em ở Trà Vinh em ở với ai? Em ở cũng với ba mẹ em. Ba mẹ với ai nữa? Anh chị em có gia đình hết rồi, còn có mình em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? 70 rồi. Hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không? Cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào á, hai anh chị sẽ chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào. Người bạn trai đó thì cao hơn em, cao 1m6 đổ lên, tính tình thì hòa đồng vui vẻ. Yeah. Là người tiếp người, biết chăm lo cho gia đình. Hay là ốm hay là như thế nào đó? Nhìn được là anh giống như là cỡ như anh Quỳnh Linh vậy được. Bên đây anh hơi mập đó nha. Thầy là hơi gầy gầy chút xíu được không? Thầy ốm á, chị về chị dỗ cho béo lên. Dạ. Thầy dễ ăn không? Dạ em dễ ăn. Dễ ăn rồi, vậy được rồi. Thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào? Người con nữ phải cao 1m65 trở lên. Có luôn. Tính tình vui vẻ hòa đồng. Có luôn. Biết kính trọng người lớn, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Quá quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Ví dụ như mình có cái chuyện gì nói rồi thôi, nói hoài có chuyện đó. Bản tính vậy rồi. Không có à, không hề à. Thấy 10 người, hết 9 người rồi. Đây là tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe cho nên người ta phải nói lần thứ hai. Ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn, ta không muốn nghe thôi. Đúng không? Mấy chị em phụ nữ, đàn ông có một cái tính rất là ngộ. Khi mà mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu, nói lần thứ hai cũng không nghe, rồi tới hồi ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài. Đúng ta không? Đúng không mọi người? Ta hiểu rồi. Đó. Từ từ người ta nghe, làm gì nói hoài vậy? Không. Nếu mà đã nói nghe là phải sửa, là phải làm theo. Đàn ông sao là chị không thích? Em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu với không có tánh cọc cằn quá. Anh có dịu dàng không? Anh là dịu dàng. Em coi chương trình vậy. Anh đâu có cọc tính không? Dạ. Thấy chưa, bên đây cũng vậy đó, yên tâm, nhà trai dịu dàng lắm. Chỉ có phụ nữ hay cọc tính vậy thôi. Tại vì nói hoài không có nghe. Nói nữa thấy chưa. Chị ơi, nay chị đi với ai vậy? Em đi với em gái của em. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi nóng tính. Và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần như vậy anh đi đâu? Đi xa, đi gần
Hay là... Câu này hay á. Hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn. À, anh thì giận thì bỏ đi chút xíu à, trở về chứ không có... Rồi thôi à, chứ không có... Bỏ đi chút xíu đi xa không? Không, đi vòng vòng nhà chứ không đi đâu xa. Đi ra sau giường. Rồi với lại cho em hỏi một tí nữa. Anh nói cái chiều cao là từ 1m65 trở lên. Thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì giảm lại tí được không? Thì anh nói với chiều cao vậy nhưng mà chừng 1m6 trở lên là ok rồi. Mình cũng không cần phải nó đúng cái mục tiêu của mình. Chắc mang guốc vô được. Em ơi, chị em là đã hy sinh vì gia đình. Dạ đúng rồi, chị em là... Đó là chị phải có người yêu lâu rồi, có gia đình luôn rồi. Mình có thấy thương chị vì điều đó không? Dạ có. Chị phải lấy chồng, chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh. Tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà. Có gia đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi. Tụi em có thể về chăm lo ba mẹ phụ. Chứ không rồi. Phải, tại vì chị cũng lo nhiều rồi. Bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị. Nếu mà chị cảm thấy hợp, có một chút gì đó rung động thì giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khỏe re. Vậy là vòng 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 có chị em rồi, không có lo, đỡ lo. Thầy, em nói thầy nghe nè, thầy cao 1m75 á thầy, cái mình chọn con gái á thấp thấp thôi. Rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngay ngay cái mặt ụp vô trong cái lồng ngực đó thầy, cái cảm giác được che chở lắm, nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà một thấy... chút thầy thử thầy ôm một cái đi, vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Ha thầy ha. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Mở rào. Thôi bà mối bà nôn lắm rồi đó. Nôn thiệt. Anh có món quà gửi tặng em. Em có món quà tặng. À, cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng hiền, cao, cũng ít nói như em cũng ít nói. Chứ anh đi dạy là học trò nó sợ lắm. Sợ là sợ sao anh? Tức là nó không có dám dạng như mình cũng có chừng mực, chứ nó không có đùa giỡn. Giống như anh nghiêm túc. Không phải nghiêm túc, mình dạy phải đánh làng hoàng chứ mình nấy đó, nó đâu có dạy nó được. Cái gì phải nói rõ thẳng, thì không có vụ mà úp mở mở. Không, nhưng mà dạy dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên, cái tinh thần nó thoải mái. Thì cũng có. Chứ nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có, học trò cũng đâu có ấy không. Em có thường hay lên xe đét không? Không, em nói em bị mù đường, em đâu ít có đi lắm, em không có đi đâu, không có tự đi một mình được. Thành thử ra em không có biết xa đét, đi ngang thì có, thầy thấy em sao? Có thể là đúng tiêu chí của thầy không? Tại vì em hơi lùn, em thì cao 1m51 à. Cái đó không quan trọng, nói thì nói gì chứ ăn thua là tấm lòng thôi chứ chiều cao không quan trọng. Biết quan tâm chia sẻ trong cuộc sống là tốt. Thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa? Dạ không, em không quan trọng về con cái cần bao nhiêu đứa, miễn một đứa là cũng được rồi. Anh thấy đứa là đủ. Anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần? Không, anh một tháng anh lên thăm lần. Con anh sống với vợ mà ở đâu, ở gần anh không? Không, ở cách xa khoảng 25 km. Em có ngại điều đó không? Thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó, nhưng mà có cái là cái mức độ quy định. Thí dụ như không phải là em không muốn cho đi thăm con, nhưng mà có cái là đi thăm con là cái bổn phận và nhiệm vụ của người cha thiêng liêng mà, thì em không có gì ngại. Anh thì hiện giờ ở với mẹ già, rồi em có thể ở cùng anh được không, hay là em ở dưới cột kè? Cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi hả mình tính tới, chứ bây giờ nói trước thì... Tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh. Bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho gọi là người bà xã tương lai được không? Buôn bán thì ở thành phố Sa Đéc thì nó rất là nhộn nhịp.
Nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy. Tại vì phụ nữ là phải hơi càm ràm, nhăn rồi chứ không có khi nào mà khỏi được hết. Ví dụ như càm ràm mình nói gì đó thì nói một lần thôi, chứ anh không thích nói hoài cái nhiêu đó, cái nói hoài nhiêu đó. Bây giờ thầy bước tới đó, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha. Rồi là thầy ôm thử coi vừa sai không thầy. Đúng quá, dạ. Mình đúng, đúng không rồi nè. Mời cô đó, hay nắm tay nhau. Đó. Rồi để hát tặng bài gì cái đi. À, xin hát tặng bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Trời, trời quá dữ ơi. Luôn. Thấy chưa, có chim hót liền. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt chút buồn đời mẹ cha. Khi em đã lắng nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Hát nè. Rồi ôm cái coi, ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó. Không có còn thời gian nữa. Thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hồi hộp quá. Thấy chị lâu bấm hồi hộp quá. Kiều suy nghĩ hả Kiều? Dạ. Suy nghĩ gì vậy? Kiều lo gì Kiều nói luôn đi. Em thì lo tắm cửa mà thầy hơi giống như hơi cọc nóng tắm. Không, không có đến mức gì đâu. Hai người nắm tay nhau đi. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Thanh xuân cũng đã qua rồi. Chúng ta còn lại một chút thời gian để vớt vát thanh xuân. Và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc. Hôm nay là một ngày mà cả Quyền Linh và Ngọc Lan gặt hái được rất là nhiều cái thành công.